Ơi. Trời ơi. Cái phòng. Liền. Đó này được. Đó cái đó được hai cái. Thôi lấy xe cái. Chào mọi người nha, mọi người trở lại với kênh Miền Tây Phiêu luôn. Nay đi thu hoạch mít mà. Chắc được 2-3 trái thôi chứ không nhiều. Mít đang được giá mà, nhưng không có mít bán rồi. Còn mấy trái thôi. Giá này thì nó lên quá cao rồi mọi người. Chưa già nữa hả? Không, muốn anh biết chạy để vô lên nó giọt giọt là mới già. Cũng này nó đặc sệt, nó không chịu nhiễu luôn, già gì. Cái này nó muốn chín rồi đó. Thôi. Ngủ đó muốn gần chín rồi. Không phải. Trời ơi, anh. Này, lại đang đi cắt ngoài ghe mà. Thì nó cập nhật cái giá lên cho mọi người biết nha. Giá mít loại 1 là 67.000 nha mọi người. Là 1 67.000, loại 2 thì 47.000. Còn mít loại 3 này có được 33.000 nha mọi người. Lấy theo cái mít nhất là lấy 8 kg trở lên nha bà con. Còn mít nhì thì lấy từ 6 kg cho đến dưới 8 kg. Còn mít 3 thì từ 6 kg trở xuống nha mọi người. Thì cái giá hôm nay là 67.000. Tiếp tục lên nữa đó mọi người. Đang cập nhật cái giá mít cho bà con mình thì ở Châu Thành, Hậu Giang nha bà con. Ít trái thôi, không có nhiều nữa. Mấy trái anh lái đang đi cắt ngoài kia kìa. Đây tí nữa vô trong này. Có mấy trái này mình không có theo quay nha. Để hồi đem vô được mấy trái mình đem qua cho quay tiếp tục chia sẻ cho mọi người xem nghe các bạn. Nó như vậy nè, đợt này trái nhỏ thì nhiều nhưng trái to như thế này thì rất là ít, mấy trái không có nhiều lắm. 8 kg thì những trái thế này được 8 kg mà, được loại nhất cái này. Nhưng mà chưa già nè, giá đang lên 67.000. Mấy ngày trước 65.000 đã cao rồi, mà lên 67.000 luôn. Tình hình này nó còn tăng giá lên khoảng hơn 1 tháng nữa các bạn, tại vì hiện tại nhà vườn mình dòng khu vực này thì mít năng trái nhỏ thôi mà. Trái nhỏ nhỏ thế này chưa to, mít to rất là ít. Đang tí nữa quay tiếp tục cho bà con xem nha. Lại nên đang xuống tới này mình ra quay tiếp cho bà con mình xem nè. Cắt được mấy trái rồi chưa biết nữa. Tới đằng đó rồi. Ồ. 3-4 trái rồi hả? Chín trái bự nhỏ. Có được trái bự này ngon ha. Mít cái vườn bự thế này mà, nhưng mà bây giờ mốt đi cắt mít phải đếm từ trái đó mà con. Nhưng mà các bạn biết đó, giá nó lên gì, nhưng mà ở các vườn của mình thì trái không có mít bự mà. Cắt bây giờ được 4 trái này. Còn đang nên nó đang đi cắt đằng kia có không biết. Thời điểm này mà vườn nào mà đang để trái được mà cho cắt lần khoảng vài trăm ký đến 1 tấn là kiếm được tiền các bạn không? Mấy hai trái đó chắc lưới sao được hả ta? Lưới sao có mấy trái nữa. Mít tơ đó. Không có nhiều đâu, có về trái là trái hả? Lưới sao chắc 70 à. Không biết à. Hết mít rồi, có mít đâu. Thơm rồi, có trái chín thơm thiệt à. Được trái bự mà kỳ vậy. Thôi lại móc trái đằng kia lại. Lắm rồi.
Trái ngoài kia già luôn rồi. Của vườn anh bê chắc nhiều ha. Ơi. Thôi lấy xe cái. Bây giờ quên lấy siêu xe là chở vô nữa. Được 6 trái mà, nhưng mà có được bán được mấy trái đâu. Trời ơi. Mốt tiền trái gì đó. Nếu sao chắc được kiếm mấy cây mít tơ được 1-2 trái gì ngoài nữa không? Anh. Nửa xe. Mấy 3 trái mà được gì là cũng biết rồi. Thì nói chung là anh đạt hơn cái tao không anh biết rồi. Đi vô đã, anh biết được mấy trái không? Trái 1 à. Nhưng mà hôm qua cắt của ổng nói là ổng buồn luôn á. Đang cắt cái. Cắt con bỏ lại trên xe đi. Cái này được gì không ta? Tỉnh đi. 6 kg là nhiều quá không? Đúng rồi. Dư luôn. Móc tiền trái. 4 kg. Đây. 6 kg luôn. Rồi đủ luôn. Bì luôn. Rồi cái này coi sao đúng nhất không? Chào. 9 luôn. Ủa chết mẹ, nãy em thử đâu trời. Cắt rồi. Ờ, không có thử. Thử. Rồi, thử thử. Dư rồi. Không. Không. Thiếu. Thiếu rồi. Để nó qua hút rồi dạ quá. Cái căn em cái căn anh vừa đủ rồi, anh bảo đảm rớt cả. Chứ không có. Căn này 100 kg mà. Cái căn 100 kg nhưng mà cái căn này lúc nào đủ là căn không thiếu chứ. Cái này đủ không? Cái này chạy rồi. Rồi cái chạy đó có ấy không tính luôn. Cái gì? Ôi. Đâu có tới xong đâu. Không, ai đâu lấy trời. Đi nó chợ nước đó hả? Chợ luôn đó. Trời ơi trời. Em nhìn nó, ủa trời trời. Sao nó chợ á? Bị chợ. Có nó cỏ chém. Không phải mấy phát cỏ. Ê, ủa nó chụp nữa. Em nằm ở da không dám chụp nữa nè. Sợ nó chụp nó hư. Chính ký. Chính ký mới chết. Cái này gì mà không được trời ơi. Hai cái. Hai cái nhiêu? Hai cái nhì. Hai cái nhì, 14 kg. 14 kg. Ừ. Ôi trời, nó rớt ra nó nóng ruột luôn á, không dám cầm cái dao, không dám sao nữa. Sao bay là chụp, bay là chụp, bay là nó chụp. Nó nhiều tiền lắm. Ừ, không dám chụp luôn mà không biết sao nữa. Chỉ biết con rớt mà không biết làm sao đó. Nước nè. Trời ơi 10 kg, 11 kg là mấy trăm ngàn chứ mấy 600-700 ngàn. 15 kg. 15 kg chở. Trời ơi. Cái này ngon quá mà cũng được. Chiếm gì ai lấy anh hả? Ba mấy ngàn tí nè. 33 ngàn. Không phải 12 ngàn chứ không phải 33. À bán 12 mình tính 12. Chứ 33. Mít bi. 14. Cho nó chín để ăn đó. À chín nè, nhân 67 nè. Anh tính mắm giùm anh tính. 603, nhớ giùm em tính nhất nha. Rồi. 603 nha. Rồi nói là 14 phải không? Cho 37. 12 ngàn ký hả? Cái gì? Dạ. Hết chân này đó hả? Dạ. Mới chợ hả? Ừ. Cái đó mấy ký? 4 ký gì? Bác mẹ đi. Anh chợ nhiêu bán ăn gì? 12 ngàn ký. Anh biết không? Bán đi. Ba phải chịu gửi á. Mua chôm chôm ăn được rồi. 4 ký chôm chôm này chôm chôm. Sao trời ba chịu gửi? Ba mua ăn thử rồi. Sao chứ mít, trời ơi trái này mít nhất 700 ngàn, 700-800 ngàn nữa nè. Phải không?
sao mà trái này nó không đủ, trời tích cứ nhẹ bóp nó tí xíu lên trời. Trời ơi, tích cái này nó thôi nhẹ quá. Chắc này nó đều là dư luôn á. Không, nếu mà mít mà cỡ 20-30 ngàn như thế là cái này bỏ là bi. Sao chứ? Còn cái sầu riêng á là nói con trái mắc nhất đi mà mười mua giỏi lắm là 400 mấy hả? Nhưng mà ta không có. Bắt đầu có lại ra lại lại vậy đó. Sao trái đứa sau được mấy trái nữa hả? Lưng mới hôm qua nè. Ơ tôi thấy bà uống mấy trái giờ bán không tôi không ở đụng tôi để ăn. Mà bán cái mạng lớn hổ mà. Là có 2-3 cái mít thích gì đó. 67.000 chứ 70 bây giờ đi. Nó hôm qua nó mua 62, 62, 63 gì đó. Ê, 65. Qua 65 mà. 65 chứ sao 23 gì? Cũng qua 65. Ừ. Là 65 rồi. Các không tôi cắt không thấy còn mấy trái. Thôi được, tôi để tôi ăn. Tấn mít 6 mấy triệu trời. Quen biết hồi đó giờ không giá thì nó lên như vậy em trái nhiều chứ. Có gì đâu có làm. Ủa, tháng 10 này mít tơ tôi sợ tơ đen quá. Bây giờ phải quấn từ 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 trái luôn nha. Cái này chút xíu rồi, còn mắc nữa. Thôi, nó vừa tới. Cái mít nó mắc quá rồi, cọ da cái gì. Giờ nó mắc quá, anh nghĩ là mắc đồ mắc rồi, đâu phải người ta làm sơ sài nữa. Chịu bạc thôi, vậy ha. Chịu qua, hồi vô chết luôn. Phát vô cái lưỡi cắt ra, đừng có máy. Lưỡi phát hả? Mà anh nghĩ chứ mít nó đây đâu, thấy gớm mà. Mà ai nghĩ ba mấy ngàn ký chứ mít nó đâu. Chợ thì bây giờ nó cũng mắc hơn, nó hỏi biết nó hỏi xong lâm anh bê cũng có tiền đó nhưng mà có không có được nhiều không vài triệu hả chứ đâu có nhiều biết càng mắc rồi đợi lúa sau. Chờ em con với